gần đây đã chứng minh sự tồn tại của con người trên lãnh thổ Việt Nam từ thời đồ đá cũ 300.000 đến 500.000 năm. Vào thời kỳ đồ đá mới, các nền văn hóa hòa bình Bắc Sơn gần 10.000 năm trước công nguyên đã chứng tỏ sự xuất hiện của nông nghiệp và chăn nuôi, có thể là cả nghệ thuật trồng lúa nước. Dân tộc Việt Nam đã được hình thành và bước đầu phát triển trên vùng châu thổ sông Hồng và sông Mã phía Bắc của Việt Nam ngày nay. Con người từ các vùng đồi núi xuống vùng đồng bằng, từ đời này sang đời khác đã khai hóa đất để trồng trọt, đã tạo ra một hệ thống đê điều để chế ngự dòng sông Hồng gây nhiều lũ lụt hàng năm. Quá trình lao động không ngừng để chế ngự nước, chống lũ lụt, bão, hạn hán, xây dựng đê điều, đào kênh phục vụ cho việc trồng lúa đã tạo nên nền văn minh lúa nước và văn hóa làng xã. Vào thời Đại Đồ Đồng đã ra đời một nền văn minh thống nhất và độc đáo, đạt mức độ kỹ thuật và nghệ thuật cao, nền văn minh Đông Sơn rực rỡ. Các nghiên cứu nhân chủng, lịch sử và khảo cổ gần đây đã khẳng định sự tồn tại một thời kỳ các vua hùng khoảng 1.000 năm trước công nguyên trên vương quốc Văn Lang, sau đó đổi tên là Âu Lạc. Đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Âu Lạc đã bị xâm chiếm và sáp nhập vào đế chế phong kiến Hán hùng mạnh ở phương Bắc. Nhưng sự thống trị của phong kiến Trung Hoa kéo dài 10 thế kỷ đã không bẻ gãy được sức kháng cự của dân tộc và không đồng hóa được nền văn hóa Việt Nam. Vào thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, đất nước đã giành được độc lập vững chắc và xây dựng một nhà nước độc lập mang tên Đại Việt. Đất nước đã trải qua nhiều triều đại vua chúa phong kiến mà quan trọng nhất là triều Lý vào thế kỷ 11 đến thế kỷ 12, triều Trần thế kỷ 13 đến thế kỷ 14, triều Lê thế kỷ 15, 16 và 17. Với một nền hành chính tập quyền, một lực lượng quân đội mạnh, một nền kinh tế và văn hóa phát triển cao. Trong suốt thời kỳ này, Việt Nam phải liên tục đấu tranh chống lại các âm mưu xâm lược của các đế chế phong kiến Trung Hoa và Mông Cổ. Các cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ chống quân xâm lược Tống thế kỷ thứ 11, Nguyên thế kỷ 13, Minh thế kỷ 15 đã giành những thắng lợi vang dội. Sau mỗi cuộc kháng chiến, Việt Nam trở nên mạnh hơn, các dân tộc đoàn kết hơn và đất nước. Việt Nam kết thúc bản chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva về Việt Nam năm 1954. Theo hiệp định này, đất nước tạm thời bị chia làm hai vùng lãnh thổ miền Bắc và miền Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến, sẽ được thống nhất 2 năm sau đó năm 1956 thông qua một cuộc tổng tuyển cử. Miền Bắc Việt Nam vào thời kỳ này mang tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao Động với thủ đô Hà Nội.
Miền Nam mang tên Việt Nam Cộng Hòa, nằm dưới sự quản lý của chính quyền thân Pháp, rồi thân Mỹ đặt tại Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn sử dụng mọi sức mạnh để ngăn chặn cuộc tổng tuyển cử, đàn áp và loại bỏ những người kháng chiến cũ. Do vậy, xuất hiện những phong trào đấu tranh vì hòa bình, thống nhất đất nước. Chính quyền Sài Gòn đã không thể ngăn cản được nguyện vọng thống nhất đất nước của quần chúng, đặc biệt từ ngày Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 1960. Để duy trì chế độ Sài Gòn, Mỹ đã tăng cường viện trợ quân sự. Đặc biệt, kể từ giữa thập kỷ năm 1960, Mỹ đã gửi nửa triệu quân Mỹ và đồng minh đến miền Nam Việt Nam trực tiếp tham chiến. Từ ngày 5 tháng 8 năm 1964 bắt đầu ném bom miền Bắc Việt Nam, nhưng nhân dân Việt Nam, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đứng vững và giành nhiều thắng lợi ở cả miền Nam và miền Bắc. Năm 1973, Washington buộc phải ký Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam và rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam mùa xuân năm 1975 trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc và được sự đồng tình của nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý và tiến bộ trên thế giới. Các lực lượng vũ trang yêu nước Việt Nam đã thực hiện cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được đổi tên thành nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với lãnh thổ bao gồm cả hai miền Bắc và Nam. Năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Sau nhiều năm chiến tranh kéo dài, đất nước bị tàn phá nặng nề từ năm 1975 đến năm 1986. Việt Nam phải đối phó với vô vàn khó khăn, những hậu quả và tai nạn xã hội do chiến tranh để lại. Dòng người tị nạn, chiến tranh ở biên giới Tây Nam chống diệt chủng Khmer Đỏ, chiến tranh ở biên giới phía Bắc bao vây cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây, thêm vào đó thiên tai liên tiếp xảy ra, đã đặt Việt Nam trước những thử thách khắc nghiệt. Hơn nữa, những khó khăn càng trầm trọng do xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan, nóng vội và duy ý chí muốn xây dựng lại đất nước nhanh chóng mà không tính đến những điều kiện cụ thể. Vào đầu những năm 1980, khủng hoảng kinh tế xã hội ở Việt Nam trở nên gay gắt, tỷ lệ lạm phát lên đến 774,7% vào năm 1986. Từ năm 1986, Việt Nam bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, nhằm vượt qua khó khăn, đi vào con đường phát triển và từng bước hội nhập khu vực của quốc tế. Tại Đại hội 6, Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12 năm 1986 đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích những sai lầm khuyết điểm, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó đổi mới kinh tế được đặt lên hàng đầu với chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đi đôi với việc tăng cường cơ sở pháp lý, đổi mới tổ chức đảng và nhà nước. Nền kinh tế Việt Nam thực sự mở cửa, chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp dựa trên việc nhập khẩu và nhận viện trợ của nước ngoài sang cơ chế thị trường, tự chủ về tài chính nhằm cân bằng ngân sách nhà nước và hướng tới xuất khẩu. Trước năm 1989, hàng năm Việt Nam đều phải nhập khẩu lương thực, có năm trên 1 triệu tấn. Từ năm 1989, Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu 1 đến 1,5 triệu tấn gạo mỗi năm. Lạm phát giảm dần, đến năm 1990 còn 67,4%, đời sống của nhân dân được cải thiện, dân chủ trong xã hội được phát huy, quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, đẩy lùi tình trạng bị bao vây cô lập. Tháng 6 năm 1991, tại Đại hội 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định lại quyết tâm tiếp tục chính sách đổi mới với mục tiêu vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực, đảm bảo công bằng xã hội, đưa đất nước cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng. Đại hội cũng đề ra chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ với mục tiêu Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Mặc dù bị tác động sâu sắc do việc Liên Xô, Đông Âu tan rã, các thị trường truyền thống bị đảo lộn, tiếp tục bị bao vây cấm vận và phải đối phó với các âm mưu hoạt động gây bất ổn định chính trị và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, Việt Nam đã từng bước khắc phục khó khăn, trở ngại, tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn. Từ năm 1991 đến năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm về tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 8,2%. Đến tháng 6 năm 1996, đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt trên 30,5 tỷ USD. Lạm phát giảm từ mức 67,1
1% xuống còn 12,7% và 4,5%. Đời sống vật chất của phần lớn nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng lên, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thông tin đại chúng, công tác kế hoạch hóa gia đình và nhiều hoạt động xã hội khác có những mặt khác phát triển tiến bộ. Kể từ thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 và việc thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu hết sức to lớn, đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất tổ quốc, đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do đảng đề ra và lãnh đạo đã đưa nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Từ những thắng lợi giành được trong thế kỷ 20 và nhất là khi từ nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời đã làm cho đất nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Việt Nam hiện có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị trí ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập hơn 80 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, có quan hệ ngoại giao với 176 quốc gia, quan hệ kinh tế thương mại với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào nước ta.